Vâng, Cửu Gỗ Trung Kiên xin chào tất cả anh chị đang xem video. Vâng, trong video này em sẽ giới thiệu đến với chị những tác phẩm, những cái thố để được bánh kẹo anh chị nhá, được chế tác trên chất liệu gỗ nu nghiến hay còn gọi là gỗ ngọc nghiến. Hiện tại bên em đang có những cái thố rất là đẹp với những bông hoa lưu ở trên nắp của bình, những cái đường vân ở xung quanh bình rất là tuyệt vời chị nhá. Đây em sẽ mở ra cho anh chị xem đẹp. Lưu trên nắp ạ, lưu kín mít luôn anh chị nhá, lưu đẹp tuyệt vời luôn. Đây chị nhìn đây ạ. Vâng, vào bên trong của cái thố đây, bên trong thì bên em có tiện lên bên trong nữa để chị nhìn cái thố nó đẹp hơn, nó mềm mại và uyển chuyển ở bên trong chị nhá. Khi tiện cả bên trong này thì chúng ta cái công tiện sẽ nhiều hơn khi mà chúng ta để trơn tru anh chị ạ. Anh chị nhìn vân gỗ đây ạ. Và cái thố này có đường kính là 31 anh chị nhá. Thố đường kính là 31 mang mã số 2. Và giá cho cái thố này là chỉ là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng bao ship cho anh chị luôn nha anh chị nhá. Đây chị nhìn này, đẹp. Chất gỗ được tẩy sáng và đẹp luôn ạ. Mã số 2, đường kính của thố kẹo này là 31 anh chị nhá. Một cái đường kính vừa phải để chúng ta sở hữu để trên bàn ạ. Để bánh kẹo rất là tuyệt vời, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết thì cũng sắp đến rồi, chúng ta sẽ trưng dụng để trên bàn nhìn rất là sang trọng. Đây là cái tủ mang mã số 1 anh chị nhá, với những bông hoa lưu kín mít luôn ạ, kín mít luôn anh chị nhá, hoa lưu kín mít đây, đây là những bông hoa lưu tự nhiên chân thực. Và cái hàng nghiến này thì chị biết là phải tẩy ra, bình thường gỗ nó sẽ sẫm màu hơn, khi bên em tẩy dùng axit để tẩy ép nhựa ra, ép mổ ra thì mới được sáng và đẹp như này anh chị nhá. Đây chị nhìn ạ, ở bên trong cũng rất là nhiều lưu, cũng được tiện cả phía bên trong đấy anh chị nhá. Đây em sẽ quay xung quanh mặt bình, cũng với đường kính là 31, giá là 2.300.000 đồng bao ship cho anh chị ạ. Anh chị nào mong muốn để sổ cái hũ bánh kẹo nào, cái thố bánh kẹo nào thì có thể liên lạc với em Kiên theo số điện thoại 0368338345 ạ. Và em sẽ chuyển xuống để đưa lên một cái thố bánh kẹo nữa anh chị nhá. Và đây là cái thố thứ 3 đây ạ. Đây, một cái thố bánh kẹo thứ 3 đây, mang mã số 3. Mã số 3 đây anh chị nhá. Vân này, những cái đường vân chun ở bên trong của chiếc bình, đường vân rất là đẹp xung quanh bình ạ, xung quanh cái hộp thố kẹo này. Vân này anh chị nhá, đường hoa lưu vân ở trên cái nắp đây ạ. Vâng, thố kẹo này thì cũng có đường kính là 31 và giá cũng chỉ là 2.300.000 đồng bao ship cho anh chị ạ. Vâng, một cái thố kẹo to hơn anh chị nhá. Đây, cái thố kẹo to hơn, hoa lưu rất là tuyệt vời. Lưu nghiến thì có rất là nhiều loại, có cái một loại gỗ lưu nó chìm nó sẽ không nổi, nó không rõ nét như thế này anh chị nhá. Đây, dày dặn đẹp tuyệt vời luôn, bên trong vân gỗ sáng quắc luôn đấy ạ. Những đường lưu tia đây. Tác phẩm này thì có đường kính là 34, cái hộp này rất là to, đường kính là 34 anh chị nhá. Quay xung quanh cho bác xem nè. Đường kính 34 và em xin được báo giá cho cái thố bánh kẹo to này. Giá chỉ là 2.700.000 đồng, 2.700.000 đồng bao ship luôn cho anh chị nhé. 2.700.000 bao ship cho anh chị nhìn vân ạ. Vâng, và chân thành cảm ơn anh chị đã xem video. Anh chị đừng quên hãy đăng ký kênh của Tượng Gỗ Trung Kiên để chúng ta cùng thưởng lãm, cùng sở hữu những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Và anh chị hãy mong muốn sở hữu có thể liên lạc với em Kiên theo số điện thoại 0368338345 hoặc số điện thoại 0944812986 anh chị nhé.
Vâng, em chân thành cảm ơn và xin chào tất cả anh chị ạ.